Rồi mình đi cực quá nha mọi người. Đây, cần câu tự làm nha mọi người. Ô, cắt rồi các bạn ơi. Đây, các bạn. Một tay khó cầm kìa kìa, màu hồng kìa các bạn. Ăn đồ, máy. Máy các bạn, xem này nè. Đây mọi người ơi. Cá khủng nha mọi người. Cá cần câu nha mọi người, cá cần câu nha mọi người, kia kia. Đồ đồ, cá to. Mà đeo cực, thằng nào quay đây. Tụi quay đi. Không có ai quay chuyện của bạn. Đây mọi người ơi. Cá to nha. Rồi chụp một tấm này. Ơi, mình cầm được một con cá nữa nha. Cái can này đây, các cần thú cá dưới đây, các cần thú ơi, cần thú Việt Nam đây, cá đỏ rất đẹp luôn các bạn, cái này đỏ rất rất đẹp, ở xa nhìn rất đẹp, nó ăn cực kỳ mặn nha các bạn. Đây, ui cá này mặn lắm, mặn hơn cá kia, đó cá kia với cá này ai to hơn, cá này to hơn nha các bạn. Đây, hôm nay mình bắt được hai con nha. Đây mọi người ơi, chụp tâm nha. Ok chưa mọi người? Còn từ nay giờ khoảng 2 tiếng nha các bạn, 2 tiếng là 2 con luôn. Đây, giờ hết này vô ao luôn, do không có ai quay phim cho nên là không quay được câu nha mọi người. Đây, câu vẫn chưa thả nha. Có bằng là con trùng nha mọi người. Đây. Ok chưa mọi người ơi. Câu được cá mừng lắm mọi người ạ. Đây mọi người. Cá to đây các bạn. To ơi to. Đây. Đấy. Đang câu nha các bạn. Đây kia kia. Lại ăn tiếp nha các bạn. Màu hồng này. Kia lại ăn tiếp. Đây. Mất kỳ cần câu đến đây các bạn. Mẹ. Cay nhỉ. Đấy, đấy, ăn tiếp kìa các bạn. Đủ, nó ăn kiểu gì cha. Thay mồi đấy nhỉ.